Ok, hello, xin chào tất cả các bạn. Tôi là Nhân Mimi và tôi chính là một cảnh gian siêu điệp viên, siêu VIP pro hacker. Tôi chuyên đi bắt kẻ trộm, tiêu diệt kẻ xấu và làm việc tốt anh em nha. Và đây là con xe bán tải của tôi. Bây giờ tôi sẽ đi lên xe và hạ gục những tên kẻ xấu nha. Wow, bọn cảnh sát này, bọn sau đi ăn. Ui, bọn chúng tấn công tôi anh em ơi. Bọn nó đang đuổi theo tôi anh em ơi. Tôi là một người tốt, bọn chúng muốn ám sát tôi anh em ơi. Ui, tên này đi mô tô. Bắn nổ bánh nó, bắn nổ bánh nó luôn. Ui rồi ôi, bạn ơi, bạn thì kinh rồi. Bạn ơi, bạn không có tuổi mình đâu. À, lần này có tới 4 tên. Chúng mình có, ui chúng ta được kinh khủng luôn, quá đông, quá hung hãn luôn. Bắn nổ bánh xe của nó đi, nổ bánh xe của mình. Đừng, này này bạn ơi, áo đỏ à, áo đỏ BD à, áo đỏ BD anh em ơi. Đây rồi, ấy rồi ôi, bốn ba cái lốp xe của nó bay ra ngoài luôn. Tưởng thế nào anh em ơi, đây chính là Nam và một anh em ơi. Tôi cảm thấy Nam và một này nó cũng dễ thôi, không khó lắm anh em nha. Úi giời ơi, lại mất tiền mua game hút máu rồi nha anh em nha. Bạn ơi, đừng hút máu thế, bình tĩnh đi nào. Rồi ok anh em, tiếp tục chiến tiếp màn tiếp theo. Nhưng mà ở đây tôi có những cái để nâng cấp này, nâng cấp kim cương và nâng cấp bánh xe. Thì tôi có bánh xe tôi VIP hơn, pro hơn, nhưng mà tôi chưa có kim cương anh em nha. Xem nào, tôi có thể nâng cấp được lên những con xe cực kỳ VIP luôn anh em ạ. À, ối rồi ôi, nhiều, có cả gun ngon này, có cả những cái khẩu gan ngon nha. Nhưng mà hiện tại tôi chưa có tiền. Bây giờ tôi đang phải đấu với những tên kẻ xấu này anh em ơi. Kẻ xấu đấy. Úi giời. Ui lần này bọn chúng mặc nhiều áo quá. Một tên bọn nó chạy. Ui, tôi tưởng bọn nó đã chạy nhưng không. Bọn nó không chạy anh em ạ. Rồi bạn ơi. Từng tên một sẽ bị tôi hạ gục. Anh em ạ. Làm sao? Hacksock xuyên táo luôn. Tưởng bắt được tôi mà dễ. Tôi là cảnh sát mà. Bọn kẻ xấu đang tìm tôi để chúng nó đó báo thù anh em ạ. Vì tôi đã bắt bọn chúng vào tù. Bây giờ khi bọn chúng ra tù rồi, bọn chúng tìm tôi anh em ạ. Bọn chúng thì kinh rồi. Các bạn thì kinh rồi. Ui, hơi bị nhiều tiền nha. 2000 mấy chúng ta sẽ sở hữu được cái bộ trang phục này anh em ơi. Ui, đắt thực sự luôn ấy. Trang phục đắt thế nhỉ. Được rồi, không sao, let's go. Cứ bình tĩnh nha, mình không có tiền, mình sẽ chơi cái trang phục bình thường cho nhanh em nha. Nào, đến đây. Đấu súng giữa cảnh sát Nhân BB và bọn kẻ xấu. Bắn lổ lốp xe mi. Gọi hết các mi lên đây, làm sao. Mấy thằng kia. Ta không cần hạ gục các mi, ta bắn lổ lốp xe các mi đã sợ rồi. Ui, thế nào xanh này, nguy hiểm. Ui, dí mình kìa. Dí anh này em ơi. Em làm gì có tuổi luôn. Bọn chúng bắn gà lắm anh em ạ. Bọn chúng bắn gà cực kỳ luôn, Nhân bắn hơi bị chuẩn luôn. Nhân bắn thẳng vào lốp xe bọn chúng luôn, nhưng đừng, không phải không thể bắn vào chỗ khác nha. Yeah, tuổi luôn, mở hộp quà anh em ơi. Nhưng chúng ta phải chọn, nhưng mà mở quảng cáo mới chọn được đậu xanh rau muống, tiếc thực sự luôn. Ê, có tiền chưa? Đây, nâng cấp bánh xe thế nào? Bánh xe, ôi, nâng cấp cái ghi đông này nên cho lá chắn à. Thôi không cần, mình không cần nâng cấp vội nha. Mình để tiền, mình đang bòn tiền đấy, mình mua siêu xe anh em nha. Let's go. Kẻ xấu đâu? Kẻ xấu. Ui, thằng này đi xe màu hồng này anh em ơi. Ôi, hai thằng đi xe màu hồng bị ngã sấp mặt luôn rồi. Trời ơi, đi xe màu hồng đẹp thế mà bị ngã anh em ạ. Ok, mất, mình không cho mình lên trên đây cho anh em mình xem chứ. Nãy giờ chưa nhìn thấy mình đâu. Mình đang cầm súng bắn nhau bọn chúng này. Úi giời ơi. Cái tuổi bạn ơi. Đó, easy game anh em nha. Rồi xong. Ui, 100 một khẩu súng. Ui, cái khẩu súng này 900 anh em ơi. Thôi mua rồi, mình có tiền, mình làm khẩu súng 100 này thôi anh em ơi. Thôi, có súng mới rồi anh em ơi. Có khẩu khăn mới rồi. Bây giờ xem cái khuôn mặt này. Ui, có cái mũ này, mình xem quảng cáo anh em ơi. Có kính đen không? Ui, không có kính đen à? Ui, chưa có tiền. Có tiền mình sẽ mua anh em nhá. Let's go. Chiến tiếp thôi. Kẻ xấu rồi. À, này áo xanh. Ui, nó bắn chuẩn lắm nhá. Súng anh mới là cấp súng rồi nha các chú nha. Thằng đi xe mô tô màu hồng nữa rồi. Ra đây gặp anh bảo. Úi giời ơi. Cứ bắn vào bánh nó thì mấy bọn nó sẽ tự tông vào cái bánh, cái lốp xe và chúng sẽ ngã anh em nhá. Áo đỏ này sao? Cho nó một viên vào headshot luôn. Tưởng thế nào? Các bạn cũng bình thường. Đó, tôi là cảnh sát giỏi nhất luôn các bạn ạ. Thề luôn, giỏi nhất thế giới luôn. Ôi, siêu xe cảnh sát trong mơ của tôi. Nhưng không có tiền nâng cấp. No, siêu xe cảnh sát quá đẹp anh em ạ.
À, tiếc thực sự luôn, xe đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Nhưng mà tôi chưa có tiền, tôi nghèo quá. Ê, xem nào. Mua súng được sao? Mua súng ăn cho mạnh, xe đi đẹp nhỉ. Đúng rồi, cảnh sát phải đi xe cảnh sát chứ bọn sao đẹp. Ồ, kìa rồi anh em ơi, đến đi xe mô tô màu hồng nam tính đây rồi, đạo xanh mi. Úi dồi ôi, nó mặc cởi trần đúng không ạ? Cởi trần sơ vi này, cởi trần sơ vi này. Siêu xe mô tô màu hồng với anh này. Trời, wow, bọn này xe VIP này. Xe VIP thì cho headshot luôn, xe VIP, headshot, chú bắn headshot lắm mà. Nó có tuổi đâu, game này khó bình thường. Chú bắn hai ai. Yeah, like level. Tưởng thế nào, chúng quá dễ anh em ơi, sắp đấu với tên boss rồi nha. Mình sắp đấu với tên boss rồi đấy. Chơi mấy trận nữa là mình đấu với tên boss. Ui, xe màu đỏ này, màu đỏ BD. Úi giời, headshot. Màu đỏ BD anh cho chú headshot luôn. Màu trắng này anh không thích mấy. Lên đây, bơi vào đây. Ui, tên này tiến gần, tôi tiến gần mấy quá anh em ơi. Tiến gần anh này, có bị toang ngay. Bắn lốp xe mi, bắn lốp xe. Ui, áo đỏ kìa. Bắn lốp xe nha, đấy. Ê, ôi, bọn đồ, headshot. Làm sao, headshot. Ui, không nó né rồi anh em ạ. Ui, nó lè ảo thật sự luôn. Ảo thật sự thế. Mà mình bật mạng thì mỗi lần bật mạng có rất nhiều quảng cáo xem chơi nó không phê anh em ạ. Đậu xanh, vô tâm anh em ạ. Vô tâm, vô tâm, ui đạn bay trời luôn. 1, 2, ui xe xanh này. Wow, thanh niên đeo kính đen anh em ơi. Thanh niên này có vẻ dân chơi đấy. Dân chơi này chúng tôi này. Dân chơi của chúng tôi này. Dân chơi. Ui kìa, kinh nhảy lật xe mà toang đi có gì nữa. Level 8 rồi, hình như level 10 chúng ta sẽ phải đấu với boss anh em nha. Tưởng thế nào thì bạn như thế bình thường lắm, không có tuổi đâu. Không có tuổi gì đâu, thưa thật với các bạn, vậy mà nó không có tuổi gì với nhân BB cả. Anh em hiểu chưa? Dễ. Rồi, level 9 rồi nha. Level 9 xong đến level 10 thì chúng ta sẽ đấu boss. Cho nó hỏng xe luôn, mấy thằng đằng sau sẽ tông vào xe của nó. Ui, bọn này khá nha, đi xe tốt nha. Khám bảnh nha. Bọn một thằng headshot này khá bảnh nha. Xem nào. Khá bảnh nha. Ui, nó hay lắm. Khá bảnh này. Chú ơi, gặp chú cảnh sát tự bắn cho này. Hỏng hết người cho nó luôn đấy chứ. Rồi, đây sẽ là màn boss anh em ơi. Bón nhà mà này khó này. Ây, 900 tiền khẩu súng đẹp thế nhưng mà không có tiền anh em ơi. Súng rất là đẹp luôn nhưng mà rất là đắt tiền. Hề luôn, game đắt thực sự luôn. Rồi, anh chàng cảnh sát siêu điệp viên chúng ta này sẽ phải đấu với bón. Trên tay là một khẩu súng rất là cùi. Ui, cái gì đây? Ui, đi xe tăng à, đậu xanh. Xe tăng ai chơi lại được các bạn à. Nó đi xe tăng mà cháu. Đủ bắn cháy sẽ tăng luôn. Bắn cháy sẽ tăng nó luôn, không phải sợ. Yếu, nó quá yếu luôn, làm sao nó ăn được. Nó ngồi sẽ tăng, chú bắn cháy sẽ tăng của nó luôn. Yeah. Tưởng thế nào, boss vẫn yếu, yếu vãi nha mọi người. Bắn cháy cả sẽ tăng nó luôn, nhưng mà nó không làm gì được mình. Thực sự buồn luôn. Hy vọng là phải gặp những con boss mạnh hơn. À, lần này bọn chúng có xe ngon hơn rồi nha anh em ơi. Xe này tốc độ của nó đi cao hơn. Headshot một tên. Ui, vô tâm. Ui, mình chỉ cần bắn một thằng thôi. Anh em xem mình bắn nốt xe thằng này nha. Bắn nốt xe thằng này là kiểu gì có thằng bị ngã anh em nha. Tất kiệt. Ui thằng này nó cứ đi anh em ạ. Rồi xong. Chỉ cần bắn một nốt xe của nó thôi. Ui, con này nguy hiểm lắm. Hạ gục mấy thằng này rồi đó. Ui, thằng đi ô tô này thằng nguy hiểm nhất anh em ạ. Ui, cháu ơi, thua luôn này. Bọn chúng chơi khá là hay các bạn ạ. Ở màn này càng cao càng khó anh em ạ. Đúng rồi, level càng cao càng khó này. Bọn chúng chơi khá là nguy hiểm nha. Mình cố gắng hai cục hết bọn. Úi giời, bọn này một thằng có thấy mặc áo siêu nhân luôn ạ. Kinh thực sự luôn. Bắn lổ lốp xe nó là nhanh nhất. Ui, tới thế nào. Nó đi nhanh lắm. Tưởng bạn thế nào. Ui, nó bom ấy, nó bom, nó tấn công mình ấy. Nó mà tới gần mình là mình toang luôn đấy. Nó mà tới gần mình mà mình toang luôn đấy các bạn. Vì nó đánh bom ấy.
Rồi, ok các bạn, thì chơi game này một thời gian thì mình cảm thấy cũng khá là dễ, game ơi, không có gì khó cả nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của Nhân BB. Các bạn ơi, đừng quên cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh nha, giúp Nhân BB có động lực ra nhiều clip hơn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo của Nhân BB nha. Chào mọi người, nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rễ vãi.